Sang chào cả nhà nha. Hôm nay thì hai anh em Sang sẽ đi cho cá trạch lấu ăn nha cả nhà. Sang sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Quay cho cá trạch lấu ăn xong vườn lát á, rồi Sang sẽ quay đi với bác Sáu Sang đi thăm lưới neo nữa, găng ở ngoài sông đó cả nhà. Bây giờ thì bỏ mồi cho cá ăn nha. Này cho ăn bỏ vô gì? Hay là thức ăn không nha cả nhà, không có trộn gì hết. Bỏ vô dĩ gì đó. Lát lại vô ăn. Đó cả nhà, nghe không? Đó, kìa cá kìa. Ở nhà. Đã không? Này bự bự dần đó. Màu lớn anh Bằng. Bên đây nữa. Một lần ăn dữ cả nha, là một bên là 2 kg mấy nha. Một bên 2 kg rưỡi. Hai bên là 5 kg. Ở bên này chui vô ít. Lát đó nha, lát lại vô lừ con luôn. Bẩm. Gì? Ăn không? Đâu? Đó, đó, cá cha này cả nhà. Thả nhiều lắm gì anh Bơ? Ăn thấy ham quá nha. Đó, cá cha nè. Đủ bập bập liệt nghe không? Bắt được. Bắt được luôn. Ừ. Đâu bắt đây. Cá cha thả vô đây cho nó ăn luôn cả nhà. Nuôi luôn 50 con anh Ba? 100 con như thế nhỉ? Còn có khoảng 200-300 gram hả nhỉ? 200 gram nửa ký. Đủ cỡ. Nó hết lên luôn. Để cho nó ăn lát đi cả nha, rồi dở lên xem nha. Này thì chạy nước oxy không? Chưa thay nước anh Bơ? Thay qua. Hôm nay không thay hả? Ừ. Nè. Còn theo mé nè, cá sặc lời con hết luôn. Đó đó đó. Ở ngoài có luôn, ở trong cũng có luôn. Đó cả nhà, vô ăn thấy ham không? Ồ, có con này bành kỳ luôn nè. 200 gram hết mà. Có sọt đó đã chui vô nhiều hết. Bên này ít không? Chạch lấu nó cả nhà, con cá chạch lấu nó khác hơn như hơn cá chạch cơm nha. Nè nó con cá chạch lấu là nó có bông bông, còn cá chạch cơm mình nó chứ nó trắng không có bông gì. Đó anh chui vô đây kìa, kìa đó. Đã không?
ở đây gì ít nữa nha, còn ở trong dĩ, dĩ đằng nhà dây đó kìa, dở lên nó mới chui vô đó nhiều. Chàng ơi, cá sặc kìa, lười con. Đó. Dạ dĩ, dạ dĩ. Lên lên thôi. Đó, dở mạnh lên ba. Đó, thấy không quá nha. Gây chưa, gây chưa. Chá nắng quá khó thấy. Này mới sáng nè. Đó. Quá dữ luôn. Có bên đó nhiều. Trong này mới nhiều quá nè. Đó cả nhà, ghê không? Lười con luôn. Ăn mới đúng sạch chứ. Còn ngoài thì cá sặc nè, lười con hết luôn. Xuống hết rồi. Này nữa chắc tới gạn hết chứ còn bành bành hết. Còn mình tay luôn á. Cá cha quẩn thấy ham. Còn đây thì lứ để cho nó ở nha. Ồ. Này là chạy oxy trực tiếp luôn. Đó cả nhà, cá sặc nè, nó lên thấy ham không? Bày bày luôn. Nếu trung bình nữa tới chừng nào mà nuôi 7 8 tháng nếu có cá sặc nữa cả nhà. Là con từ khoảng là bằng bằng tay của mình. Nó bự rồi đó, nó cá này nó mau lớn lắm nha. Còn cá trạch lấu á, làm nuôi con cỡ khoảng là 300-400 gram là mình mới gạn lên bán. Cá trạch lấu đó cả nhà. Thì anh em nào có xem kênh của Sang á, nếu có muốn thu mua nhiều á thì liên hệ với Sang nha. Số điện thoại Sang nữa có để dưới phần link mô tả. Cá thấy ham luôn. Cá sặc. Còn cá trạch lấu nuôi thì từ, nếu ai bán sớm là từ 7-8 tháng là bán. Còn nếu ai muốn nuôi cho con cá nó bự thêm nữa cả nhà là 1 năm mình mới bán một lần. Hai bên dèo nè là hai bên là một thiên hai con, 1.200 con nha. Một bên 600 con nha. Một con bây giờ là mình nuôi mới 2-3 tháng là một con từ 200 gram có, 100 gram, 100 gram rưỡi cũng có luôn. Đủ loại hết. Nữa là tới bán mình bán cá nhất, cá nhì, đủ loại, cá ba, nửa phân chia ra. Rồi, bây giờ thì Sang với bác Sáu Sang đi thăm lưới neo cả nhà. Sang xin kết thúc video ở đây. Cả nhà thấy hay, thấy cá có thể hay, like và chia sẻ video lên Facebook hoặc Zalo gì cho mọi người đều cùng biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha.